Rồi, chào nhà nha. Chào mọi người cái coi. Chào mọi người. Đây. Khui 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 khui. Bạn thấy gì chưa? Hàng không mẫu hạm. Ghê chưa, ghê chưa? Sống. Con cá này còn sống luôn à. Đó. Mẹ còn ngoe ngoe quẩy ha. Cá này là mình với Đạt với chú dằn lưới dính á. Cá bà sa này tới 6 kg lận nha mà. Cá bà sa mà 6 kg là các bạn thấy nó hàng khủng cỡ nào. Ừ. Ồ, con cá kìa nó mập u u. Bữa nay định làm món gì Thu? Nay nhúng giấm. Đó còn sống ở miệng con cá mà. Anh hai em về, anh hai của mình đâu có biết đi chợ gì đâu. Cái một hồi là có cái gì là làm cái đó luôn. Nói chung là clip của hai anh em mình về nấu ăn là vậy các bạn. Hình như là không có kênh nào giống như hai anh em mình á. Nhiều khi đột xuất quá cũng không biết. Tự nhiên kiểu như hứng thì kiểu như có cá là có về gì? Làm à. Ngồi ra coi có kiếm ra gì không có là thôi rồi luôn. Ăn cá không? Chứ không có vàng dựng, không có gì hết trơn bạn. Đó, trời ơi, Thu cầm cá rồi kìa. Để Út Thu làm bánh bìa mà. Nó ngon lành không? Rồi. Buông xuôi tất cả. Buông xuôi tất cả. Giờ chuẩn bị cái khâu công đoạn là mặn nó thôi. Quá ăn cá. Cá bà sa này nào giờ mình ra sông tiền bạn. Đây là lần đầu tiên mình thấy con cá bà sa nó bự cái đó đó. Ừ. 6 kg. Nhìn nó các bạn thấy có đôi khi các bạn nghĩ cái vò đếm á. Nhưng mà vò đếm thì dễ phân biệt các bạn. Nó có cái đốm cho bên hông nè. Còn cái này là bà sa, bà sa. Này nó không đốm. Bà sa thì cái đầu nó ngắn hơn, nó không có nhọn như là cá hú. Trời ơi, cái kìa cá. Nhúng giấm mày luôn. Nhà có dừa, có giấm rồi, đỡ quá rồi. Chắc chút nữa mình Út Thu chắc ba mẹ mình cũng đang làm ở sau vườn á. Chắc ra ngoài hái lục bình nhúng giấm. Chứ giờ dạng như đột sức quá à, chứ không có đi chợ mua hay là chuẩn bị gì hết. Kiểu mà cây nhà lá vườn mà, có gì ăn nấy. Nó còn ngấp ngáp. Bạn coi cái bụng nó bự như cái đầu nhỏ xíu. Quá trời bự. Hàng không mổ hạm mà. Còn cá để đó chút nữa xử à. Giờ anh em mình tranh thủ ra sao hái lục bình rau muống đồ á. Sợ hồi nắng quá trời nắng. Mấy bữa trước là mới mưa rồi giờ đất ướt rồi, nhẹp. Này ớt. Ớt này chim ị á. Tự mọc. Ra đây các bạn còn nghe được cái nhạc giao hưởng không? Mấy con dê kêu quá trời. Nấu với gạch chứ hả chứ? À. Ở chú Liễm bên đây tính trồng thêm hàng ổi này vậy chứ? À. Mình cũng mới dân lưới về luôn đó bạn. Bởi vì ba mẹ mình đâu không biết. Ồ. Lo làm vậy ha, chuẩn bị cứ vợ gì mà làm dữ vậy? Dạ làm kiếm tiền cứ vợ anh ơi. Thằng lo chưa xong. Cái giọng cười này được ta, bán nhiều mua anh mua lại, bán anh đi. Hỏi này chuẩn bị chín rồi. Chắc 2-3 bữa nữa mẹ mình cắt, ba với mẹ mình. Nhà ổi chết quá trời nữa mà. Ổi này tới tuổi nữa chết à. Khoảng 5 năm, 4 năm nữa chết. Bởi vì ba mình không trồng mấy cái nhãn thái xen vô nè. Các bạn thấy này gì chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Chắc như các bạn không biết. Các bạn thì bẫy rắn này gành nè. Cái này cái hôm bạn, hôm bẫy rắn. Cái hôm này lúc trước mình làm bẫy rắn nó, cái hôm mà lưới nó bị lỗi á. Mình bỏ ra, rồi ba mình không treo vậy đó. Mà các bạn biết treo cái đó là cái gì chưa? Sao biết treo không? Tức là ông treo một miếng á, là ông gãy phân một lần. Cây nào ông treo hai miếng là ông gãy phân hai lần. Làm dấu á. Ồ, máy bay nó bay nghe ù ù ù. Cái chỗ mình là gần tới sân bay Cần Thơ mà. Nên chỗ này hạ được cao rồi, tiếng ồn ghê. Đây ba mẹ mình cũng đang lắp mấy cái mô nè.
để chuẩn bị trồng thêm hàng ổi nữa. Thì lúc trước cái này là cái ao ạ, mới bơm sình đi lắp lại rồi bắt đầu trồng nguyên hàng ổi. Cái ao này lúc trước mình cũng thường đặt chấm lương với cầm câu á, ba mẹ mình làm hết, mình hết chỗ dụng vỏ rồi đó. Ba mẹ mình đang múc mấy sình cũng bị lên trồng mấy cái nhãn rồi nè. Đây là con gạch, gạch này chảy dài qua sông bự rồi. Cái thủng của ai vậy? Hả? Cái xuồng ai đây ta? Ba kéo ra đây con tự đi hái này được không? Đó thì kéo cái xuồng ở đây cho con. Ôi đất. Đây rau dền nè, rau dền này mình nấu canh ăn ngon lắm. Đông gà thời tiết nóng nực mà nó không có gió, nóng ghê. Đó là mấy cây cà na mà ra bông á. Đó, đó, đó. Vậy quá. Thu tính hái cái gì vậy Thu? Hừ ơi. Mẹ mình nói nắng quá trời nắng mà không có gió đó. Ba mình cũng nhận đất thùng á, rồi để nó mình đắp cái bờ á, do nó bị lở quá trời luôn rồi. Này mình lãi, mình lấy cái miếng non cái lỗi trong mà quá trời luôn. Nãy giờ mình lội xuống mình cắt đó nha, chứ không phải Úc Thu cắt không đâu. Không, có nhiều bạn nói sao không làm để Úc Thu làm, cưng Úc Thu quá mà. Tại đôi khi mình không có đem cái chân quay nữa mà. Với lại nếu mà mình làm kiểu nhiều quá nó, cái clip nó dài lắm. Không, bạn thấy mình nói thì mình thở ra khói, bạn biết rồi đó. Em cũng đổ mồ hôi vậy. Bởi vì ai cũng bênh vực Úc Thu không, còn nói xấu mình không, buồn dễ sợ. Làm đàn ông nó khổ rồi thêm cảnh này nữa. Trời trời. Nói nghe đứt ruột luôn. Quay giúp Thu bởi vì mình thiệt thòi quá mà. Nói nghe đứt ruột, đứt gan. Đó, mình lấy cái lõi trong nhỏ. Cái đó thôi, ở ngoài thôi, một hồi vô trong nhà mình còn lõi thêm nữa. Mấy cái rau mát này mình xào mỡ ăn cũng rất là ngon. Hay là mình để cái lõi này nè. Xào hoặc nấu canh chua. Ừ. Hay là mình chấm với cá kho đồ ăn cũng rất là ngon. Ba mình cũng thường lãi ăn sống với ăn xào. Này nấu canh chua. Này cái rau mát á, có nhiều, có thể có nhiều bạn không biết. Rau mát cái lá nó nhọn hơn nha. Còn lục bình á, lá nó tròn. Mẹ mình phụ Thu hái cái rau muống rồi mà. Để họ vô bào. Còn cái muống này muống tàu nè. Ủa cộng nào nấy nó non, nó bự nè. Tốt ghê hồn không? Này mình bào xong nó xe, nó quắn lại, nhìn đẹp lắm. Cái đó mình xào mỡ ăn rất là ngon. Mấy cái này là lục bình nè, lá nó tròn. À, cô Út mình đang làm gì trời? Bà phải gớm. Bà lấy mấy dây lục bình rồi bà đã cột cái ống quần bà kìa. Chùa đời nói không? Thì cứu quay. Cái đây là cái cơ hội dìm hàng mà. Nhiều lắm rồi đó, anh thấy nhiều lắm rồi.
Bởi cây nhà lá vườn bạn thấy muốn ăn gì là ra vườn là có rồi, đúng không? Rau gác này nọ. Ba mình hồi đó ông đặt vớn chỗ này nè, mà dính gắn hoành mấy con luôn á. Rùa, cá lóc, lươn tùm lum hết trơn. Mấy dịch đẻ ra tới vào đây luôn rút. Cáp 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 cáp. Đó, mấy dịch đẻ mình review luôn, thấy ghê chưa? Con nào nói bành bành luôn à. Mấy nhãn thái này vài tháng nữa ba mình không cho trái được rồi. Nhìn tốt ghê mà. Thường người ta trồng 2 năm là người ta cho trái, ba mình không để 3 4 năm lận cho nó cây nó bự á. Rồi không mới cho trái. Có mẹ ơi. Đây là cái lò nướng huyền thoại. Ếch ơi, ếch à. Qua hái thêm cho dừa nữa. Ba mình thì ở phía sau hái giùm cái bắp chuối hay sao. Thấy không? Đó là hái rồi. Rồi. Trái được rồi. Thì hai trái luôn hả? Rồi dữ vậy. Trời ơi, phun hái cho dừa thấy tội cho dừa ghê à. Đó. Mệt luôn. Cho mẹ làm, mẹ sợ mẹ chặt không nổi. Quá trời con cá mà. Ba kêu lấy cho này. Mẹ chặt không nổi. Quá. Cái bụng nó thấu hết ký luôn. Cá. Cá. Cá ơi cá. Cá nãy giờ em còn sống mà. Mình chở từ nhà Đạt về đây nữa đó. Không nhận cá mạnh được chứ. Dung đi hái rau rồi vô nữa mà gì còn gì sống. Sao? Rồi. Nó cứ đi coi. Thấy thương không? Nằm xuống coi luôn à. Si ơi. Mệt mình có một bữa mà xây rồi. Múc con nước kia cho nó hút chân chát con ít nó hạn mới á. Nó không chịu sợ nó vô nó ơi. Cha. Mày nhắm cho nó. Cha. Nó mẹ mình à, chế ít giấm vô à. Mặn cá cho nó sạch. Không có nhớ. Nó phù đang lại mấy cái lục bình với rau muống hồi nãy hái á. Rồi, mày đi chỗ khác bào để lại quậy cái gì đó không? Chào. Con bữa à. Ê, mà mệt quá. Quậy quá. Nước cháo không mà tội lắm. Thôi con bữa mà mệt quá trời mệt. Tại tối là không uống sữa đó không? Chưa sữa rồi tự nhiên không uống không? Số bao cho. Chiều nay em đi câu cá. Câu cá, câu cá. Để mấy cái muốn này mình bào ra vậy mà để nước xíu nó sắn là quắn con bếp chuối.
Mấy con muốn tàu này giờ thấy cũng ít người trồng. Con muốn này tự nhiên mà nó dưới ao. Rồi hết chạy hết pin luôn hay gì rồi. Cái muốn mình xào cái này nè chứ thật sự mình xào mỡ á ăn rất là ngon. Bạn coi tôi Út Thu ngồi bá đạo ra không? Sợ mình dìm hàng lắm. Bạn coi trái xài này, chị Dung mới hái vô nè. Cái xài sao vườn mình á. Ổ nó bự nè. Nó chín rồi nè. Xoài Đài Loan. Mình thấy đã không? Trời ơi xài chảy nước miếng chứ. Trái này cũng ký gửi à, ký bảy à. Thử cần hơn nhiều, review luôn. Ơ chết bà, chết bà. Gãy cuốn à. Còn lại cuốn xíu à. Thử cần nhiều nha. Tết tèn. Chí tư giác chút. Ồ, vậy mình đoán hơi sai ta. Trái xoài lúc trước mình cần là 1 ký 7. Trái này có ký tư à. Mẹ mình mới sang bằng sông nữa mà. Quá trời luôn. Bây giờ chuẩn bị thái nó ra. Này của Út mình nãy giờ nè, bào lum la được thao gao gác nè. Công phu lắm chứ. Mắm này hay là lẩu nữa bạn, mà nhờ nhất là cái gao á. Dấm. Cô Út mình chặt cái dừa thấy ghê chưa? Thấy điêu luyện không? Chuyên nghiệp ghê không? Trời nóng nực này quất trái dừa là thấy mát lạnh liền. Cá này nhà bự quá bạn, nên mẹ mình lấy khúc thôi, còn hai khúc kia để dành đó. Tính sao? Mình lấy khúc đầu này nè, mình thái thịt ra. Thịt trắng bóc. Quá trời cá chật bụng. Giờ mẹ mình đã thái ra mà thái mỏng mỏng ra cũng vừa thôi nha, đừng mỏng quá để hồi mình lên mình nhúng giấm. Ồ cái thứ thịt nè bạn nào thấy gì thèm chưa, trắng bóc. Mấy cá tự nhiên này nè, tự nhiên này mình ăn rất là ngon chứ cá nuôi thôi thua. Thịt nó săn chắc thôi. Ừ. Có thịt nè. Thứ gì chịu nổi. Trắng phào. Giờ ve kêu quá trời kêu rồi. Tới giờ của nó rồi. Cá này 3 khúc rồi. Một khúc nào cũng lấy bự ghê. Ăn đâu hết. Đây nữa nè, 2 khúc nữa. Còn cái này là xương của nó với cái đầu nó không mà con ngâm luôn. Cái này ngọt ngay nè, ngồi để vô là ngọt kiểu như nước cốt á, ngọt ngay luôn. Giờ mình phi tỏi lên, mình chế nước dừa rồi vô. Các bạn nghe mấy tiếng ve nó kêu ồn quá bạn thông cảm nha. Các bạn xem nó chát lỗ tai quá. Nhức đầu. Nhức đầu. Chừng nha nó sạch đó. Cái tình trạng này bị hoài à. Thu thuốc mình hoài bạn.
cũng xả với ớt đó mà sạch trời ơi. Thơm thơm vô mình bị viêm son nữa chứ. Trời ơi. Chịu không nổi luôn, vô nó sạch. Này là tỏi phi. Tỏi này nãy phi sẵn cá quá to. Cá quá to. Đây cho dừa. Cái dừa nhỏ mà nước nhiều ghê không? Con trái mà không bạn, chặt con trái á. Còn trái thì dành nó thu uống. Tưởng đâu có lòng tốt gì chặt hai trái. Hồi nãy em chặt hai trái nhưng mà nó không còn bón ăn được. Này là một chén giấm. Giấm. Cái dừa hay để chua á. Rồi mình nêm nếm lại sao? Nó vừa thiếu chua mình để vô. Ừ. Nói cái muỗng nha. Từ đời nói không thua không? Làm ăn không được à. Cái muỗng mà kiểu như ăn vua u á. Cái đường vô. Và tí thêm lại. Bây giờ cái này thả vô lẩu. Mấy cái xương mấy cái động cá nè mà. Chắc này rất là ngọt. Cũng nhiều quá. Trời con cá tại sao ký người ngọt. Cũng nhiều quá. Cái đầu đó. Ừ, cái đầu cái xương khúc trên không đó. Đậy hết nồi luôn mà. Hơi bị nhiều á. Giờ ớt cá. Ừ, có khúc một nguyên phao luôn. Giờ ớt tỏi phi. Ngon thì giờ miếng thịt nè. Thịt bốc nè. Thịt chua quá, ngon thì chắc nè. Thịt nhìn, nó chắc, săn chắc. Cá thì nhìn nè. Cà lo à. Cà nâu à. Cà lo. Cái tiếng Anh mình ghê chưa? Hết hồn chưa? Hết sảy. Hết sảy còn mà bảy. Trời ơi cái muỗng nãy tưởng đâu gì. Mình quay không kịp. Cái muỗng nó gãy. Nó gãy khúc trên còn cái ấy phía dưới không mà. Nãy mình cứ tưởng là cái muỗng nhỏ. Tại nó che cái tay lại nó thu á. Mình đâu thấy. Trời đó là trời. Không được, không được à. Mệt gì. Chúng ta không thuộc về nhau. Có gì dìm hàng được là cứ dìm thôi. Thao luôn. Thao đầy. Bạn nào chảy nước miếng chưa? Không chưa. Ồ, miếng lát nào miếng lát nấy. Cái này như là gọi là tả bí lù đúng không? Ừ. Trước mình cũng có nấu mình ăn tách ra. Hôm nay sẽ được ăn tách bát xa. Bát xa bát xà. Cá bự ngon thịt đã. Bây giờ là công đoạn nêm nếm, chuẩn bị chiến đấu thôi. Chuẩn bị ăn thôi, xong chín rồi. Muối cờ lo. Xong rồi đó, chuẩn bị múc lên đó. Vừa ăn cho thôi, nêm thôi, vừa ăn chưa? Thơm, thơm mùi giấm à. Với hành với xả đồ á. Thơm cực kỳ luôn.
Sa 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 sa. Ok rồi. Ok. Mình để lên cái xác lên cái bếp kìa cho nó nhẹ, ngồi ấy lên nó nặng. Nóng. Cái này mới là cái xương với cái đầu con cá thôi đó. Cái nướng này ngọt cực kỳ luôn, thêm trái dừa nữa mà thứ gì chịu nổi. Chuẩn bị ăn thôi. Chưa quá rồi, chưa quá rồi. Thơm, cái thơm, mùi giấm. Giấm xả, nãy xả tỏi em phi đó. Ừ. Cái bụng kêu ót, ngao, ngao, ngao. Nghe. Nó bụng quá rồi bạn. Sáng giờ chưa ăn gì luôn đó. Đi thăm lưới xong rồi về là nấu món này luôn, sáng giờ chưa ăn gì. Đang ngồi nhà thay để điện. Không biết, mình cũng không biết phải chuẩn bị cái gì. Không có đi chợ, để chưa chờ chưa chặt rồi. Nhiều khi gỡ cũng không biết. Bà để cái trái ớt, bà tỉa gì lên kìa. À, con út mình rau nè, để dĩa. Cái đó là cá. Đây nồi súp nè. Đó. Các bạn thấy không? Hai anh em mình không hợp về nhau. Mà cũng đúng thiệt. Rồi dọn lên ăn thôi. Mới giảm bớt á. Mới giảm đó. Mạnh mạnh lên nó mới chín. Giảm mạnh lên tại đó. Không có để. Đó sôi đó. Từ đi, ít ít cho con. Thì vừa thôi luôn. Đó, được rồi, như đó được rồi. Xương. Xương đó. Cá nhà ăn thịt luôn. Quá trời luôn cá. 6 kg à. 6 kg á. Bởi quá trời luôn, lấy khúc đầu không à. Ta nó còn 7 kg tí. Con ăn quá xuống coi hả? Rồi ăn đi, bắt bắt đi. 57 ăn. Đây là bác Tư, anh ba mình, đây cô 7, cô 5. Chị anh. Đây thì 4 5 7 8. Còn cô 6 ở dưới Long Hồ không có lên. 4 5 7 6. Tám tám ngồi. Này bắt tư rồi cô 7, cô 5, ba mình Út thứ 8. Mời cả nhà nha. Sao sao Thu ăn thử ăn miếng phát biểu cảm nghĩ Thu. Mùi vị sao? Bớt lửa, lửa hơi cháy nhiều. Mời cả nhà nha. Sao 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 sao? Mùi vị sao? Trời, con câu rất là xúc tích, ngắn gọn, ngon. Đầy đủ nghĩa. Con có 7 review kìa. Con 7 review à. Mời cả nhà nha.
hai miếng đường mỡ. Mở mà bà đưa vô. Còn năm tháng nữa là năm ớt lại liền á. Cái bên đây từ từ. Năm nói đưa chén vô. Tôi làm thử là khoảng phần ký rồi. Phần ký. Nó kéo một cái này lên là năm cái con dính thêm chùm nữa. Dính nguyên chùm luôn. Lớn rồi. Lớn. Đây đi lấy cái gì. Đó. Kéo con đầu đàn. Đầu đàn. Công nhận món này ngon thiệt bạn, ăn là khỏi chê luôn á. Mình cũng xin kết thúc clip đây, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.